Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta lại tiếp tục hành trình để đi đến cái con hẻm, hình như đây là 137 239 thì đường Trần Đình Xu. Ngay đây thì có cái chợ. Có cái chợ nhỏ nhỏ. Thì hành trình chúng ta sẽ đi ra chợ này, và chợ này thông ra đường Nguyễn Trãi luôn. Ngay chỗ hình như là ngay chỗ buffet Hương Rừng phải, bộ công an. Bên đây thì thẳng theo hướng này thì chúng ta sẽ đi này thì chúng ta sẽ đi ra Nguyễn Trãi, Võ Tánh năm xưa, và hướng này Nguyễn Cư Trinh thì chúng ta sẽ đi đến Trần Hưng Đạo và Tống Quỳnh. Thì bây giờ mời mọi người cùng tham gia với em đi vô chợ này chơi nha. Sẵn hôm nay rảnh rỗi đi đến đây rồi thì mình cùng lang thang đến cái con hẻm này để khám phá trong chợ coi có gì khác so với mấy chợ khác không nha. Ở đây thì bán buổi sáng thôi, buổi trưa thì có mấy người ta bán tạp hóa trong nhà thì họ còn bán luôn. Hẻm này là đầu hẻm có bán thịt heo. Chợ này có một trục đường thôi, giống như là cái chợ Bào Sen vậy đó. Sầu riêng 18.000 ký. Trong đây chợ này mát. Để ba xem coi có ai gặp người quen không nha. Hẻm này vô chợ một tí thôi, còn đoạn kia thì hết chợ rồi. Hẻm 137 137 Trần Đình Xu nha. Xe chuối nè. Chúng ta xem ai gặp người quen cho em xin cái comment nha. Yeah.
Hẻm này rất là thẳng lắm. Này cái sàn cái nền cái mặt đường người ta mới được làm lại nè, nên ta thấy rất là cao. Rất là sạch nữa. Tới đây là cùng thì chúng ta sẽ vượt trái. Hôm nào em dẫn Nị và bạn đồng nhỏ đi chợ rồi mình cùng nhau thăm khám phá rõ hơn nữa nha. Ồ, tới đây nắng quá. Đây là hẻm 33. Hẻm này chắc thông ra không ai được xu. Đây chúng ta sẽ thông ra đường Cảnh Chân luôn nè. Đây rất là nhiều nhà mới, nhà họ mới xây. Sẽ đi vô bộ công an, còn ngược lại chúng ta sẽ đi ra đường Nguyễn Trãi, nhà hàng Hương Rừng. Những hẻm này chúng ta đi thông với nhau hết ha. Cây này có cũng rất là lâu năm rồi nè. Rồi, một số hình ảnh gửi cô chú anh chị và các bạn xem ở con hẻm 137, hẻm chợ Nguyễn Cư Trinh, Trần Đình Xu. Đây gửi đến một số hình ảnh đây gửi đến bà con xem cho vui nha. Biết đâu ngày xưa chúng ta có ở trong cái hẻm đó và đã từng đi chợ như vậy. Thì ở đây ngày xưa là có cái nhà hàng, nhưng mà bây giờ đã được bán, chắc bán rồi đó. Nên người ta đập ra rồi. Này chúng ta nhìn vào đây là nhà hàng Hương Rừng nè. Mọi cái có review cái buffet Hương Rừng buổi trưa cho cô chú anh chị mình xem đó. Cũng rất là ngon. Đấy, nhưng mà buổi trưa thì mang tính chất ăn trưa chứ không có phải nhiều đặc sản cho lắm, nên tầm giá tiền
190.000 thì cũng hợp lý à. À, hôm nay nhìn lại nha, à, toàn cảnh nhà hàng Hương Gừng ngay góc đường Nguyễn Cảnh Trân và Nguyễn Trãi. Theo hướng này thì chúng ta sẽ đi về Nguyễn Văn Cừ và Nguyễn Biểu, còn hướng ngược lại thì mình sẽ đi về chợ Thái Bình. Này, hãng thuốc Bạc Medic có từ ngày xưa rồi nè, hãng thuốc này có từ ngày xưa, chắc có lẽ nhiều cô chú anh chị cũng biết lắm nè. À, trong đó chắc có lẽ là trong đó có sư phụ. À, ở ngay chỗ này có cái cơm gà hồng xương thì phải, nhưng mà người đó chưa ăn thử lần nào á, không biết ngon không mà, thấy cũng hơi vắng. Chắc này bán cho cán bộ nhiều. Đó. Đây, hẻm này thì hồi nãy tưởng đâu thông ra tới đây, nhưng mà có lẽ là phải đi bộ mới được. Không có hẻm là như lúc trước mình có chạy xe vô rồi, nhưng mà không có chạy xe ra đây được. Ở đây có cái cà phê 343 nè, à, sẵn đi ngang đây gửi cô chú anh chị mình xem chơi cho vui luôn. Ở đây có cái bộ công an. Sắp tới nữa có cái tòa nhà mới xây nữa nè, tòa nhà ở đằng đây nè, họ đang xây lên. À, ở đây có cà phê rất là đẹp. Kế bên cà phê có cái hẻm 341. Ngày xưa bên đây là chỗ để làm visa xuất nhập cảnh nè, nhưng mà bây giờ thì mới có cái tòa nhà mới xây lên ở bên đây, nơi chúng ta làm ở đây rất là sáng sủa sạch sẽ nè, rộng rãi nữa. Ở đường Nguyễn Trãi, quận 1, 33, 35, 37 Nguyễn Trãi, cục quản lý xuất nhập cảnh. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.